Sáng ngày 27 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về các nội dung quan trọng. Một trong số đó là việc xem xét, quyết định hình thức kỷ luật với các đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân hồi tháng 9 năm 2023, khiến 56 người tử vong. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân đã thành lập các đoàn kiểm tra và đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 6 tổ chức đảng, 28 đảng viên. Tại hội nghị hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Ngoài ra, hội nghị cũng cho ý kiến với 3 nhóm nội dung khác gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 cấp thành phố, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng kết chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025, tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Dũng nhấn mạnh, những nội dung trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô năm 2024 và những năm tiếp theo. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 cấp thành phố, Bí thư Hà Nội đề nghị đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua. Đối với nội dung quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Dũng nhấn mạnh quan điểm coi quy hoạch không phải là một sản phẩm mà là một quá trình. Vì vậy, Thành ủy Hà Nội xác định còn nhiều việc phải làm để tổ chức bổ sung, hoàn thiện quy hoạch thủ đô với chất lượng tốt nhất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến về một số nội dung để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa kế hoạch, tập trung vào các điểm nghẽn, hạn chế, giải pháp đột phá để khơi thông.